Mê này, hôm nay cùng với chúng con đến đây, mê thấy là hàng xóm láng giềng đến rất đông này. Đấy, bà con đến hôm nay cũng rất là đông đây này, mê này. À, dì thấy là ngày hôm nay cháu trò chuyện với mê Trinh như thế, dì thấy có hợp lý không? Rửa là cũng tốt, nói rửa là được để sau này cho mẹ cháu lên lên người. Là hợp lý đúng không? Dạ, dạ. Dì ơi, dì thấy có hợp lý không dì? Dạ, cũng thấy hợp lý. Dì ơi, dì thấy là chúng con trao đổi với mê như thế là dì thấy có hợp lý không? Quá hợp lý. Chứ chú, các cô là mình đang tìm mẹ về cho tôi với. Tôi xin một câu rửa thôi, để cho mẹ anh về. Tôi chỗ mặt tí là tôi có chết rồi, tôi cũng thỏa mãn thôi. Thực sự là chúng con rất là hiểu về cái sự khó khăn của mẹ, rất là thương cho các cháu. Mẹ ạ, thì hôm nay mẹ này, đứng trước cái chương trình mà con đang chia sẻ ở đây đấy, mẹ có nguyện vọng gì thì mẹ nói con nghe xem. Chứ tôi có nguyện vọng là mình đang chờ các chú các cô là đó, mình đang tìm tôi cháu về để với mấy cả chặt cháu, kể chứ tôi già yếu rồi, chứ tôi không biết làm mà đang mà nuôi các cháu được. Nói với chứ tôi không giờ chi thì mẹ cháu vẫn chưa về được, thì giờ các chú các ó là cho phụ trợ phù hộ cho mấy đứa mấy cháu tôi ít chi đó để ăn uống, tôi để nơi mẹ hẳn về với cho để làm lại một cái da cái cửa lấy đỏ để mẹ cháu núp nụng, cái chứ khu thốt lên thốt xuống quá cực quá khổ rồi, chứ không biết mưa thì cứ trung mê là cứ nọ với ná mới lóng giọt lại rồi, chứ nằm cũng được, ngồi cũng được, nấu ăn cũng được. Vâng. Chứ tiền đó có cái bếp ga thì có, hồi mẹ hẳn đi có sẵn cho cái bếp ga đó. Vâng. Nhưng mà để đó để tiền bạc cũng có, mua ga là cứ nấu lạ đó, cứ đi cùi về là nấu. Vâng. Chứ không có nấu ga được. Vâng. Cho khi xưa là mẹ ở già thì mẹ sắm sửa cho rồi, chứ khác là mẹ đi đến trưa rồi đó. Dạ. Rồi bố mẹ cháu ở già đến trưa rồi đó, mẹ hẳn mà sinh 1990. Dạ. Còn như 13-11 tuổi chứ mẹ. Đáng trẻ đẹp lắm. Đó. Bây giờ như thế này mẹ này, con biết là bây giờ là mẹ là thiếu thốn đủ thứ. Dạ. Dạ, khó khăn đủ đường. Dạ. Không những là bây giờ là phải lo cái ăn cái mặc. Dạ. Cho các cháu. Dạ. Cho bốn đứa cháu của mẹ hàng ngày đây này. Dạ. Mà bên cạnh đó thì cái sự nguy hiểm. Dạ. Nó vẫn luôn rình rập trong cái căn nhà của mẹ, mà bây giờ cứ mưa xuống là nó dột. Dạ. Đấy, gió mà to bão mà về là mình lại lo lắng. Dạ. Như thế là rất là đáng thương. Dạ. Thì bây giờ đây mình cứ từng bước một mẹ ạ. Dạ. Ngày hôm nay mẹ này, hôm nay thì đi cùng với con ở đây đấy. Dạ. Lên đây thì có một tổ chức. Dạ. Rất là lớn mạnh. Yeah. Dạ. Và khi mà biết về thông tin của các cháu đấy thì các anh các chị ở trong làng trẻ SOS đấy cũng rất là quan tâm. Yeah. Đấy, cho nên là hôm nay đồng hành cùng với con lên đây để thăm hỏi và có những cái kế hoạch để đâu đó có thể chia sẻ với gia đình mình, tạo điều kiện cho các cháu mình nhá. Dạ, thì trước khi mà con có thể là thay mặt cho các nhà hảo tâm có những cái sự chia sẻ một chút gì đó với mẹ và các cháu đấy. Thì bây giờ đây thì con mời anh Ninh giới thiệu với mẹ, đây là anh Ninh. Là giám đốc của làng trẻ SOS cơ sở tại Quảng Bình. Cũng biết về hoàn cảnh của gia đình mẹ, cho nên là hôm nay thì anh Ninh cũng đại diện cho làng về đây để thăm hỏi và có những cái hướng để chia sẻ đâu đó để giúp cho bốn cháu của mẹ có được cái điều kiện nó tốt nhất mẹ nhé. Thì bây giờ con mời mẹ trò chuyện với anh Ninh một chút mẹ ạ.
Báo cáo về mê là cháu là Nguyễn Hùng Ninh. Dạ. Giám đốc của làng trẻ em SOS ở Đồng Hới. Dạ. Làng trẻ em SOS thì đúng là có cái nhiệm vụ là nuôi dưỡng các cái cháu mồ côi. Dạ. Rồi là những cái hoàn cảnh mà không trẻ mà không có nơi nương tựa. Dạ. Thì cũng thông qua cả cái kênh cũng như là thông qua chú Khánh thì cháu cũng biết được hoàn cảnh của ba. Dạ. Thì hôm nay thì cháu cũng đồng hành cùng chú Khánh lên thì một là cùng thăm hỏi sức khỏe ba rồi là bốn cháu. Dạ. Cái thứ hai nữa là với cái chức năng của các cháu là nuôi trẻ như thế thì cũng cháu cũng có một cái gợi ý cho ba. Dạ. Trong trường hợp mà gia đình mình mà không thể mà liên lạc được, không có cái manh mối gì với mẹ của bốn đứa nữa. Dạ. Thì nếu mà ba mà cái khả năng nuôi dưỡng bốn đứa mà khó khăn quá. Dạ. Thì có thể thì ba suy nghĩ rồi cùng bàn bạc của trong nhà rồi tham khảo ý của bốn cháu nữa. Dạ. Nếu mà ba đồng ý rồi là bốn cháu mà nó đồng ý thì cháu sẵn sàng tạo điều kiện làm thủ tục để cho cháu đưa cả bốn cháu về dưới làng trẻ mẹ đẻ Đồng Hới á. Hai đứa. Nuôi dưỡng chăm sóc thai ba. Dạ. Cho đến sau này các cháu lớn lên trưởng thành luôn. Cái đấy thì cháu cũng gợi ý như thế thôi. Còn cái việc mà quyết định hay không á, là cũng phụ thuộc vào ba, đúng không ạ? Dạ. Dạ. Chứ chó tôi nói đấy nè. Bữa đây họ còn đi rồi, họ còn dùng chó về đứa rồi. Dạ. Nhưng mà đây chứ các cháu hành lớn, hắn cũng chưa đi. Hắn đi là hắn khọt mê, hắn đi là bắt miếu tráng mê đi thôi. Hắn sống chết là con ở về mê thôi. Để con đi bạch đám mà cua gì ăn cũng được. Chứ con chưa con đi xa mê đi mà con có không có nữa. Cha con không có nữa mà chưa mê không có nữa. Con biết đâu sống ai chứ ra được xã hội thì biết xã hội. Nhưng mà biết xã hội thương con chứ con đi con thương mê. Chứ mà con là không có nữa, cha con khôn nữa. Rồi chứ mê đà mơ một con mắt không có nữa. Rồi lươn con mắt mà chứ mấy đứa con đi thì là mê đau ốm chứ khác là chứ đứa mô hành không chịu đi. Bữa đây không hồng con lên đây đi nói rồi. Yeah. Đến tỉnh làm đớn làm trương đi rồi mà không chịu đi bố họ thôi đó. Hắn chịu đi. Hắn nói chứ có chí thì giúp cho các cháu mà không thì thôi hắn ở nhà làm thì bật đám bật đụng rồi không hắn bỏ họ hết là mấy anh em là chặt củi chặt rau là về ăn nuôi chắc rồi chứ hắn không đi. Hắn nói chứ mê là càng ngày càng già nữa. Yeah. Mắt không trồ nữa. Rồi đêm hôm con đi một cái là mê nằm trong da một chắc rồi mưa dột sáu ba rồi là bắt đầu mê chết là con lên mà chứ mê nuôi con từ khi mà con ra đi nữa rồi cha con ra đi nữa chứ mê nuôi con đến từng đứa mà con thả mê đi là hắn đi đứa. Yeah. Mua hắn không đi hết. Bữa đi một bữa có một người là có hai người lên mà nói rồi. Yeah. Mình rồi mà hắn đi cả. Yeah. Hắn chịu đi hắn khóc lọt hắn muốn khóc hắn nói mê đi là chẳng tha con đi anh xin con ăn cho con đi. Yeah. Hắn chịu đi đó. Không, đấy chú là cho, chỉ là cái gợi ý của cái cháu thôi. Chú yeah, hỏi, yeah. Chú cũng trả lời với chú rước yeah, là yeah. Bữa đấy còn có rồi đó, có lên yeah. cùng đồng viên đi rồi đó, cho yeah. bốn cháu đi cả bốn đó, chắc mê ở già thôi. Yeah. Bởi vì là cháu thấy là bây giờ điều kiện của ba mà để mà nuôi yeah, dưỡng cả bốn cháu thì... á, để cho nó đến khi nó trưởng thành thì rất là khó. Yeah, khi đó thì... là bản thân ba là sức khỏe bây giờ cũng yếu rồi, đó. Thu nhập gần như là không có, đúng không ạ? Yeah, sống thì dựa vào cộng đồng, hỗ trợ của cộng đồng, rất là vất vả, cho nên là... cháu cũng gợi ý một cái giải pháp cho bốn đứa như thế. Dạ. Mà đương nhiên là cái quyết định là cuối cùng là của ba. Dạ, đó. Cho nên tôi nói, chứ hẳn đi tôi cũng dở, rồi tôi nằm mà chắc tôi cũng chết đi chứ. Thôi chứ hẳn đi đây rồi, mẹ chỉ con nên là ham tôi, hai con nên ham tôi nhiều này. Là đi mỗi, tôi đi một chút là hẳn bước có mềm được, là hẳn không nhỏ mà hẳn trồng mê đau là hẳn ốm, hẳn cứ khọt. Hẳn đi kêu làng xóm lại giúp cho mê cháu với chứ. Chứ hắn nói cho nên chứ hắn đi mua hết bữa đấy có hai người lên rồi. Yeah. Lên nói về để Đồng Hới đó. Yeah. Mà hắn dù đi hắn khó khăn nói ta đang thôi. Đang chứ mê chỉ đi đã cho con tỉnh cho con đi mua hết. Yeah. Hắn nói chứ thằng này với ta thằng này hắn nói chứ con lao là mê nuôi từ khi mà cha con ra đi. Mà con ra đi chứ chắc mê chăm một chắc con mà bốn chị em con rồi. Mà chứ con bỏ con đi nữa là chứ con biết. Cho nên con thương mê con đi mua hết. Con ở là con sống chết với mê cháu ở với chắc. Hắn yeah. nói rằng cho bữa đấy còn có hai người lên rồi mà hắn đi rồi cho tôi cùng nói cho nên tôi nói tôi vì nhân cháu lên đây cho cháu có gửi qua cho bốn dạ, cảm ơn em nhá.
Và thế thì cháu cũng trao đổi thế thôi. Còn dạ, cái quyết định đó, cái suy nghĩ của ba. Nhưng dạ, mà ba cũng phải tính toán làm sao để mà dạ, cái tốt nhất cho cái tương lai của bốn người dạ, cháu của ba thôi. Dạ. Dạ. Thì với tất cả những cái nguyện vọng mà lúc nãy giờ mề chia sẻ với Bắc Ninh ấy, dạ, là chúng con đều rất là hiểu. Dạ. Bây giờ mình tuổi cao, sức đã yếu, mình đã dạ, chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu giống như con của mình đẻ ra. Cho nên là bây giờ nói là để đi rời xa, các cháu mà rời xa mề để đi đâu đó đấy, để học dạ, ấy, mặc dù một cái nơi rất là tốt, nhưng mà dạ, mề cũng cảm thấy là rất là buồn. Dạ. Và đâu đó thì mình cũng cảm thấy là có lỗi bản thân mình đang ở như thế này mà bây giờ phải cho con đi chỗ, cho cháu đi chỗ này chỗ kia đấy. Dạ. Là mề cũng rất là áy náy. Thế nhưng dạ, mà con cũng chia sẻ với mề đấy. Dạ. Là ngày hôm nay thì ở chỗ làng SOS đấy. Dạ. Là một cái tổ chức mà rất là lớn mạnh. Ở đó là một cái môi trường rất tốt, tạo điều kiện để nuôi dưỡng, để chăm sóc những đứa trẻ mà không may mắn giống như các cháu ở đây. Dạ. Sẽ đỡ đần cho gia đình mình được rất là nhiều. Mề ạ. Dạ. À. Dạ. À, mề sẽ đỡ vất vả hơn. Các cháu này sẽ có một cái tương lai tốt hơn. Mề ạ. À. Dạ, đấy, thì hôm nay mề này, con rất là hiểu cái nỗi lòng của mề và con cũng rất là biết, rất là thương cho các cháu nhỏ ở đây. Thì con hôm nay con lên đây thì đầu tiên là cũng trò chuyện để thăm hỏi, thứ hai nữa là kết nối bên làng trẻ lên đây nữa. Nhưng mà con cũng xin đưa ra một cái ý kiến để rồi nếu mà mề mà có thể là suy nghĩ và cảm thấy là phù hợp đấy, dạ, thì chúng con sẽ thay mặt cho các nhà hảo tâm hỗ trợ cho mẹ và các cháu một ít tiền để trang trải cuộc sống mẹ nhá. Dạ. Thì ý con là như thế này mẹ này, con đưa ra cái gợi ý thì lúc nãy ở Bắc Ninh là đã có gợi ý rồi. Dạ. Nhưng mà bây giờ qua cái quan điểm của mẹ đấy và con cũng biết được là cái nỗi lòng của mẹ là rất là hợp lý, cho nên là chúng con đưa ra cái gợi ý như thế này mẹ này. Bây giờ thì cháu Hời đấy cũng lớn rồi. Dạ, yeah, và đâu đó cũng có thể là hỗ trợ với mề được một ít. Dạ. Yeah. Yeah. Mề bây giờ tuổi cao mắt lại kém, chính vì điều đó cho nên nếu mà để tốt nhất cho cái sự phát triển của các cháu ở đây đấy, yeah, thì mề hãy tạo điều kiện để cho ba đứa nhỏ này được về làng SOS để nhờ làng chăm sóc nuôi dưỡng. Ở đó các cháu sẽ được học tập, sẽ được ăn uống, sẽ được một cái môi trường để phát triển, nó giống như một cái nhà có điều kiện ở địa phương nhà mình đấy luôn. Các cháu không phải làm bất kỳ một cái việc gì cả, chỉ việc ăn và học cho thật ngoan thôi. Các cháu sẽ được học những cái trường tốt và làng sẽ nuôi từ bây giờ cho đến hết học đại học luôn. Mẹ hãy tạo điều kiện cho ba đứa nhỏ này này để cho về làng. Đấy, thỉnh thoảng mẹ làng cách nhà mình đây có 40 cây số thôi mà. Từ sau đó đấy, nếu mà mề nhớ các cháu, mề có thể về làng mề thăm cháu. Hời ở đây có nhớ các em bắt xe buýt về làng để thăm em. Để Hời ở nhà, ở đây với bà. Thứ nhất là học tập, rồi thứ hai nữa là cũng là bà cháu là nương tựa vào nhau. Mề ạ. À, và nếu mà mề đồng ý được cái phương án đó đấy, thì hôm nay con cũng chia sẻ với mề Trinh ấy. Thì nếu mề đồng ý được cái phương án đó thì con sẽ thay mặt cho các nhà hảo tâm. Về ba đứa nhỏ đây thì sẽ có làng lo rồi, còn riêng Hời với mề đấy thì con sẽ thay mặt cho các nhà hảo tâm hỗ trợ cho mề một ít tiền, có thể là sửa sang lại cái mái nhà này, mua cho Hời xe đạp với là tiền bạc để trang sắm sửa trang thiết bị học tập, rồi cho mề một chút tiền để chăm sóc sức khỏe mề ạ. Dạ, chứ tôi nói chứ là bốn đứa hắn đi mô hết mô. Chứ có cho hắn đi mô mà. Chứ ít chứ là con thì hắn đi là tôi dở đoà là tôi thương hắn lắm. Cho nên tôi không nổi. Chứ hắn là ra đi là tôi phải đau đó. Là chứ mẹ cháu dưới cái đung bọc chắc ấy rồi. Chứ dưới cái giò tôi phấm qua bên hắn cả rồi. Chứ mẹ hắn đi cho hắn đi gì khác rồi. Ông ngoài trong tôi mới chết ốm mới chết sống. Thì là cũng chư tôi cũng dư cách chư mẹ cháu là dư cách bung bọc chắc rồi đó. Để lúc khi mà tôi tan phế thì thôi thì lúc đó là họ mình chỉ mình đi có em ăn lớn thì em ăn nuôi thêm hồi hay là em ăn mình răng thôi chứ chư tôi không cho được mà đi hết. Tôi nghĩ tôi à cho đi là con rất là hiểu đó. Con rất là hiểu là mẹ không cho đi bao hết cho dạ, nên dạ. Là chư tôi nói thiệt chứ các chú quan tâm cho mẹ cháu tôi được từng mối thì tôi cảm từng nảy thôi. Yeah. Chứ còn chứ mẹ cháu tôi là dứt khoát cái dứt cách cái nằm rọt của đấy đó, chúng cho đi mà hết. Yeah, yeah. Là chứ khi tê
ốm cũng răng số mà nó còn mới đẻ lóc dốc từng đi thì ốm là ốm hò lên đây nói trước là cho mấy đứa hai đứa đi hai đứa đâu đi còn hai đứa đuổi cho giò thì ốm là thôi chứ bấy mà ăn ở mà bấy cứ bắt cho họ đi nuôi lần nữa bấy có đẻ được thì đẻ thì thôi chứ bấy đừng đẻ mà chỗ đi chỗ đi chỗ khác rồi là mất tích cái chi trả của bấy đi nên là dứt khoát là ốm hồi trước hồi xưa ốm bắt đầu mà ốm chuẩn bị mà ốm mất thì ốm cùng dàn tôi nói đi còn thú bà nuôi không nổi là có thì ái xin thì cho họ hẳn đi thì có gì khác cái cho con không cho đi ô ẹt mà không cho đi mới hết mà gì khác cái dù hắn đừng có đẻ chữa đừng lấy thằng môn nữa gì khác đừng đẻ chữa mà dạ. Thì nói qua nói về thì chúng ta cũng biết được là cái ý của mề là như vậy rồi, chúng con cũng rất là hiểu về cái khó khăn của mề đấy và cũng muốn là cùng với mề tạo điều kiện tốt nhất cho các cháu. Thế còn bây giờ mà mề suy nghĩ và các cháu có quyết định như thế nào thì đó là tùy vào cái gia đình của mình, mày nhá. Dạ. Dạ, chúng con cũng chỉ muốn là chia sẻ với mày cái điều tốt nhất thôi. Và ngày hôm nay thì một lần nữa con muốn chia sẻ với mày đấy. Dạ. Cái việc mà mày đồng ý cho ba đứa nhỏ này này về làng. Đó là một cái tình yêu rất lớn của mày dành cho các cháu chứ không phải là mày cho các cháu đi là mày không thương các cháu đâu. Mày ạ, mày phải hình dung một điều như này này, ngày hôm nay mày mắt đã bắt đầu kém rồi. Một con nhìn thấy còn một con không rồi. Như lúc nãy con bước vào cổng thì mề nó là thường hay đau ốm nữa. Thế thì cái cơ hội để mà mình chăm sóc cho các cháu nó được đầy đủ ấy, nó sẽ rất là thấp. Bây giờ đang được như thế này nhưng mai mốt tuổi mình cao sức mình yếu, rồi không may mà các cháu thỉnh thoảng mà trái gió trở trời nó hắt hơi sổ mũi nữa thì mình lại càng vất vả nhiều hơn. Cho nên là cái hôm nay đấy còn một vài chỉ tiêu nữa. Bởi vì là một năm như thế đấy thì cái số lượng mà chăm sóc các trẻ em ở làng trẻ đấy nó cũng chỉ có giới hạn, cho nên còn một vài chỉ tiêu nữa, cho nên là con cũng rất là cố gắng để liên lạc với bên làng và làng cũng hiểu được cái điều đó và đã về đây để tạo điều kiện. Thì con cũng mong là mề chưa cần phải quyết định ngay bây giờ mày ạ. Dạ, nhưng mề cứ suy nghĩ cùng với những người thân, những người mà anh em bà con ruột thịt nhà mình đây này, mình cùng hồi ý lại với nhau xem là ngày hôm nay bác Ninh này, giám đốc của làng trẻ đến đây trao đổi như vậy, chú Khánh làm bên thuyền nguyện trao đổi như thế thì có phù hợp hay không mày nhá. Và nếu mà mày đồng ý cho ba đứa nhỏ này đi đấy về làng học đấy thì như lúc này con nói đấy là các nhà hảo tâm sẽ hỗ trợ cho mày ít tiền để sửa sang lại cái mái nhà này này, một ít tiền để chăm sóc sức khỏe và một ít tiền để cho cháu Hời này là nó sắm sửa trang thiết bị học tập để mà học, không cần phải đi mò cua bắt ốc nữa đêm hôm nữa mẹ ạ. Đấy thì con cũng chia sẻ với mẹ như thế mẹ nhá. Bây giờ thì con trò chuyện với Hời đây một tí này. Hời cháu biết chú biết rằng là cháu lớn hơn, bây giờ học lớp 8 rồi, cháu cũng nhiều cái nhận thức rồi. Đấy, cho nên là ngày hôm nay thì chú biết là nếu giả sử bây giờ cháu phải xa ba em là cháu rất là buồn, đúng không? Dạ. Cháu rất là buồn, chú biết. Nhưng mà cháu cũng rất là thương ba em của mình, đúng không? Dạ. Cháu có muốn là em của cháu phải đi mò cua bắt ốc giống như cháu không? Không, dạ, không. Đúng không? Dạ. Cháu có muốn là em của cháu có được một cái nơi mà được ăn ở, ngủ nghỉ, nó sạch sẽ, nó đàng hoàng, có được một cái điều kiện học tập từ bây giờ cho đến hết học đại học. Cháu có muốn điều đó không? Nếu có anh... Có đúng không? Làng trẻ SOS là một cái nơi rất là tốt để cho ba đứa em của cháu về đó này. Thậm chí nếu cháu đồng ý nữa thì làng cũng có thể tạo điều kiện giúp cho cháu được nữa. Nhá. Đấy. Thì bây giờ đấy, chú Khánh đến đây chú thăm là tạm thời như thế đã. Cháu rồi là bà hãy suy nghĩ nhé. Và cố gắng là đồng viên bà, đồng viên các em để được về bên làng để mà học nhé. Như này mày này, hôm nay đấy. Như lúc này con nói với mày đấy. Dạ. Thì mày hãy suy nghĩ mày nhé. Thế còn nếu mà mề mà không có đồng ý đấy
thì thực sự là chúng con cũng cũng không thể giúp cho các cháu nó tốt được. Dạ. Bởi vì ngày hôm nay các nhà hảo tâm đấy, họ sẵn sàng là gửi tiền về để giúp đỡ, chia sẻ để cho những cái đứa trẻ rất là đáng thương như thế này. Dạ. Nhưng cái điều quan trọng đó là sau khi gửi tiền về rồi đấy, thì cái đồng tiền đó có được sử dụng nó đúng mục đích. Dạ. Và hiệu quả để cho các cháu nó phát triển hay không. Dạ. Đó là cái điều rất là quan trọng. Dạ. Đấy, ngày hôm nay vì mẹ quá cao tuổi rồi. Dạ. Tương lai của các cháu này đó đang rất là còn dài. Dạ. Đó. Cho nên là cái việc mà bây giờ để giúp cho các cháu phát triển tốt nhất ấy, chỉ có thể về làng thôi mẹ. Dạ. Dạ, chứ chúng con có đồng viên mẹ thì cũng chỉ là ngắn hạn thôi. Dạ. Cũng chỉ là tinh thần thôi. Dạ. Đấy, thì hôm nay mẹ này. Hôm nay trước khi mà mẹ đưa ra quyết định đấy. Dạ. Mẹ nhá. Dạ. Thì con thay mặt cho các nhà hảo tâm gửi chút quà để đồng viên cho năm bà cháu mẹ nhá. Dạ. À, cái tiền này gọi là bà cháu đông gạo. Dạ. À, hay là mua cho các cháu vài chút thức ăn để cho nó đồng viên ha. Dạ. Dạ thì đây là cái số tiền 10 triệu đồng con thay mặt cho các nhà hảo tâm hỗ trợ cho mẹ nhá. Dạ thì chứ tôi cũng cảm ơn chú các chú các cô là giúp đỡ cho mẹ cháu tôi thì tôi rất cảm ơn các chú chứ cả có cô đấy khác thì tôi cũng xin là xin cả cô là phụ trợ cho tôi xin cảm ơn. Dạ dạ vâng thì con cũng chia sẻ với mẹ đó là chỉ đồng viên tinh thần thôi. Dạ dạ chứ tốt nhất là mẹ hãy đưa hãy tạo điều kiện cho các cháu về làng nhá. Dạ vâng vâng rồi tôi tính sau tôi suy nghĩ rồi tôi trả lời về các chú sau. Vâng vâng dạ. Còn nếu mà mẹ mà vẫn cương quyết đấy mẹ nuôi đấy. Dạ. Thì thực sự là chúng con cũng không có cách nào để có thể giúp đỡ cho mẹ được nữa. Dạ. Mẹ ạ. Dạ. Gọi là chỉ đồng viên như vậy thôi. Dạ. Còn nếu mà mẹ đồng ý cho ba đứa nhỏ về. Dạ. Đấy, hoặc là cả bốn đứa nhỏ về luôn. Dạ. Đó thì chúng con thì các nhà hảo tâm họ sẽ hỗ trợ thêm cho mẹ để sửa sang nhà cửa. Dạ. Mẹ nhá. Dạ. Mê này, hôm nay cùng với chúng con đến đây, mê thấy là hàng xóm láng giềng đến rất đông này. Đấy, bà con đến hôm nay cũng rất là đông đây này, mê này. Đó. À, chị ơi, cho cháu giao lưu với dì một tí. À, dì thấy là ngày hôm nay cháu trò chuyện với mê Trinh như thế, dì thấy có hợp lý không? Dạ, cũng rửa là cũng tốt, nói rửa là được. Để sau này cháu mẹ cháu lên người chưa mà. Để ở nhà thì để chứ cho bác là suy nghĩ đã nói sao. Dạ dạ. Nhưng mà mẹ nhưng mà dì cũng thấy rằng là chúng cháu đến trao đổi với mẹ Trinh như thế là hợp lý đúng không? Dạ dạ. Dì ơi dì thấy có hợp lý không dì? Dạ cũng thấy hợp lý vì là nói chung là chưa thì được mắt nhưng nói nhưng mà tương lai của mẹ cháu xong đi là để cho có con ăn việc làm rồi có nơi cho bản thân hẳn cho hơi sướng một tí cho chưa ra đi chùm khổ quá trước mắt thôi chứ con cháu đi tương lai của hẳn sợ cực khổ ở với mẹ mãi đi lỡ mãi đâu mẹ mẹ mất thì cháu nó mới đắng ba bốn đứa đi đắng còn giờ thơ dài đi thế mới đắng mà nuôi chắc mà ở được cùng tao điều kiện cho mẹ đứa lần đi thì bọn tôi ở đây thì cũng để rơi cùng cùng nợ về ba đó để rồi đồng viên ba để cho hành đi cho hành
có nơi nương tựa cho sướng hắn. Dạ dạ dạ. Mẹ nghe chưa? Ai đây người ta cũng nói rằng là đi về làng là hợp lý đó mẹ ạ. Dì ơi, dì thấy là chúng con trao đổi với mẹ như thế là dì thấy có hợp lý không? Quá hợp lý luôn, vì tôi cũng đi khắp rồi, tôi cho rồi, giống cách là chứ để cho em mình đi đọc nữa, để giống cách là vừa người ta chăm lo dặn cho sạch sẽ đây nọ này, để giống cách nhìn ra đứa con, mấy đứa này đứa mốt không sáng lang hết, nhưng mà còn cái chứ ở với ba thì răng hắn tư tắm rửa cho chắc, hắn tư lo lắng cho thậm chí mình nước cũng được cho sạch sẽ giống hò nữa. Vâng. Nhưng mà tôi đi chứ lấy nước từ trên nguồn về để cho sạch sẽ chứ chứ đây mê thì có mô. Chứ nước thì giống có răng uống lấy rồi này nó đấy chứ không phải là được đàng hoàng như họ. Cho nên như chứ là giống cái chứ tôi chung cũng quá hợp lý luôn. Dạ dạ. Quá hợp lý luôn thiệt luôn. Dạ. Vì răng chứ mình chịu khó đi một tí mắng chịu khó chứ cả đây về đồng hợi thì chỉ có là vợ cháu thì chỉ về là thăm cháu thôi. Dạ. Chứ không có chỉ là nữa hết. Yeah. Chứ mẹ hẳn chấp nhận đi mấy năm rồi rồi bất biệt rồi, chứ có phải nữa đi một vài ngày hoặc là như nó mà mẹ đi mẹ thả từ khi mà mới bùng hà đi mà chưa đến chứ con đi vừa chạy mà chưa chưa đây mù đau còn đắc đi được, chứ vài ngày nó mù đau cái ai đắc hẳn đi họp mà cứ sáng đi trưa về trưa đi tuổi về đấy cứ... mẹ nghe chưa tôi luôn. Cho nên là con chia sẻ với mẹ đây một lần nữa này, cái việc mà ngày hôm nay cho cháu ấy về làng đấy để học ấy, đó là mẹ đang tạo điều kiện để cho cháu đến một cái nơi, một cái cơ sở khác để học để nó tốt hơn thôi. Nhưng vẫn là con của mẹ, vẫn là cháu của mẹ. Chứ không phải ngày hôm nay về làng là của người khác đâu. Mẹ nhá. Tết nhất cháu về thăm mẹ. Mẹ nhớ cháu, mẹ về thăm cháu. Dạ thì giờ chứ các chú nói rồi để cho tôi suy nghĩ vừa đã. Dạ. Tôi trả lời lại. Dạ dạ. Con hy vọng rằng đấy, mẹ sẽ có được một cái cách nhìn nó thấu đáo. Nó mang lại cái tương lai cho các cháu. Yeah. Vẫn biết rằng là bây giờ mẹ cũng rất là thương và mẹ vẫn lo cho tương lai của các cháu đấy. Yeah. Nhưng mà tuổi mẹ ngày càng cao rồi. Yeah. Đúng không? Yeah. Con nói với mẹ chứ bây giờ này, bây giờ mẹ còn đi làm còn nuôi được con heo. Chứ mà lỡ không may mà mai mốt mình yếu, mình già, mình đi không nổi. Yeah. Thì bây giờ làm sao mà nuôi được cháu nữa? Thì đó là cho nên là cố gắng, cho nên là hãy mạnh mẽ lên. Yeah. Đừng nghĩ rằng là ngày hôm nay bà không có quyết định. Yeah. Bà hoàn toàn có quyết định bởi vì mẹ là bây giờ biệt tích rồi. Yeah. Cha cũng gọi là mất tích luôn rồi, không thèm quan tâm nữa, thì bây giờ bà toàn quyền quyết định về cái hướng đi, cái cách để nuôi dạy cho các cháu của mình nhá. Yeah. Cho nên là cố gắng lên nhá. Yeah. Chứ còn hôm nay con cũng chia sẻ với mẹ là chúng con có giúp cho mẹ đấy. Yeah. Giúp cho các cháu về mặt tài chính cũng chỉ là ngắn hạn thôi, là sự đồng viên chút chút thôi. Yeah. Không thể năm này qua năm kia được. Yeah. Nhá. Yeah. Còn về làng họ sẽ nuôi dưỡng chăm sóc cho các con, các cháu của mẹ từ bây giờ cho đến hết học đại học luôn. Dạ. Ra nghề còn lo cho công ăn việc làm nữa. Dạ. Thế thì con lo gì nữa? Dạ, rồi đó, tôi suy nghĩ, tôi trả lời lại. Nhá, dạ. Yên tâm nhá. Dạ. Hời ra đây nào. Hời, cháu có thích đi học đại học không? Dạ, có. Có đúng không? Dạ. Có muốn rằng là sau này mình có được một cái công ăn việc làm tốt để rồi về phụng dưỡng bà không? Dạ, có. Có đúng không? Có, thì những điều mà chú Khánh này, Bắc Ninh từ lúc nãy giờ trò chuyện với cháu với mẹ đấy là cái điều rất là tốt. Cho nên là hãy hiểu cái điều đó và đồng viên các em, đồng viên mẹ để các em của cháu có được cái điều kiện học tập tốt nhất nhá. Ừ. Thế mẹ nhá. Dạ. Rồi rồi. Thế thôi nhá. Dạ. Con về nhá. Dạ. Rồi chào tất cả mọi người nhá, chào hàng xóm nhá. À, chào. Vâng rồi, dạ dạ. Rồi chào mọi người nhá. Dạ dạ dạ. Ở dưới mình về là giúp đỡ cho ba. Dạ dạ dạ. Ok anh. Anh có thấy là chúng em chia sẻ với bà như vậy là hợp lý không? Thì nói chung là cái chương trình của em đưa ra đó thì em cảm thấy đó là tương lai cho mẹ cháu đó. Dạ. Cũng tốt. Dạ. Nhưng thôi giờ thì chứ ba đấy, ba cũng chưa suy nghĩ thấu đáo. Dạ. Để cho ba một thời gian để ba suy nghĩ lấy. Dạ dạ. Rồi nếu như mà sau này mà ví dụ như em con đang ở trong địa phương này á. Dạ. Thì em cũng đã lấy số điện thoại của bên anh rồi. Rồi. Thì có gì nếu như mà ba yếu hoặc là có bên gì chứ mà mẹ cháu có nữa thì em liên lạc. Dạ, dạ. Thì đó sẽ... Bây giờ cũng chia sẻ với bà như này này. Cái chỉ tiêu đấy, ở làng ấy, là không phải là lúc nào mình muốn về là được đâu. Cho nên là hãy quyết định trong vòng khoảng tầm 5 đến 7 ngày tới đây thôi. Chứ còn về lâu quá là bây giờ bà biết là ở trong thành phố Hồ Chí Minh ấy, vừa rồi dịch Covid-19 ấy, là rất là nhiều gia đình, rất là nhiều đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cho nên là ở trong đó mà người ta điều ra Quảng Bình đây là lúc bấy giờ là sẽ hết, không còn cơ hội để cho các cháu được về làng nữa đâu. Mặc dù làng rất thương nhưng mà cái số lượng nó có hạn, cơ sở vật chất ở đó nó giới hạn. Số lượng chỉ tiêu mà bây giờ nuôi được 200 cháu mà bây giờ là đủ rồi thì làm sao mà nuôi được nữa.
nhá, mê nhá, dạ. Anh nhá. Dạ, ở đấy cho nên là chúng ta không phải là nghĩ, không phải là cân nhắc là tháng này qua tháng kia, mà khoảng tầm 5 ngày nữa thôi, 7 ngày nữa thôi. Năm học mới bắt đầu rồi, do dịch cho nên là bây giờ đang nghỉ đấy, chứ còn không là vào là vào học rồi. Mà vào học rồi mà đủ số lượng là làng sẽ không có thể đón được nữa đâu. Nhá. Dạ.